Xin chào tất cả mọi người, ở trong clip này mình sẽ làm về tướng điêu thuyền gửi vương giả Vinh Diệu. Đây là bộ trang phục Giáng sinh rất đẹp. Ok, còn đây là bộ trang phục giả lập. Nhìn rất là phiêu anh em ạ. Rồi, đây là bộ trang phục mặc định của điêu thuyền. Vòng 1 thì rất là khủng bố. Trang phục là thứ nhất. Rồi, mình sẽ chơi cái bộ trang phục Giáng sinh. Rồi, màu đỏ anh em ạ. Ok, vào trận đấu rồi. Mức danh của bạn TG King FA đó chính là bạch kim 4 đi. Đây không bạch kim mà anh em ạ. Ồ, định hình team bạn khá là trâu khi có hai tướng tăng. À, con đấy rất là trâu. Con Arthur mấy con gì nhỉ? Mình quên tên rồi. Ở team bạn có Tiểu Kiều này, Nan Năng Vương này, rồi Thọ. Mình biết ba tướng đấy thôi, còn một tướng con tướng đứa đòn kia thì mình quên mất tên rồi. Ở rất may thì mình cũng có một tướng đứa đòn. Con Hoa Mộc Lan thì nó là một như kiểu là một đấu sĩ đi. Không dành, chưa chơi con Hoa Mộc Lan nên chưa biết cái thuộc tính của nó. Ok, mình sẽ solo với em Tiểu Kiều, điều thuyền đấu với Tiểu Kiều. Đều là đúng chung là đúng là mỹ nhân của thời Tam Quốc. Ok, sau khi ăn nói chung là ăn đợt quái đầu tiên mình có level 2 thì hoàn toàn có thể ăn được con bùa xanh. Ăn bùa xanh thì nó có lợi rất nhiều. Ok, đồng đội rất là tốt bụng. Anh em thỉnh thoảng cái con nhân vật này nó sẽ hát Tinker Bell, Tinker Bell. Ok. Nói chung solo 1-1 thì em Tiểu Kiều làm sao có tuổi. Mình cứ cấu rỉa vậy thôi. Ở Liên Quân Mobile còn tướng kỹ năng giống hệt đó là Lauriel. Đó, lỗi chưa? Bởi mình có chiêu 2 mà chiêu đấy là dịch chuyển tức thời mà. Nên nói chung là khả năng là lé được kỹ năng của Tiểu Kiều. Hay quá, chiến công đầu thuộc về team mình. Rồi, gần chết Tiểu Kiều rồi. Rồi rồi, băng trụ luôn. Ok. Hay quá, một mạng và ở dưới thì lỗ ban đã làm hai mạng rồi. Rất hay. Ở đấu danh mà cứ thế này thì nói chung là mấy mà lên hạng thôi. Rồi, Hoa Mộc Lan đang bị ép khá là nhiều. Thì team bạn ở cửa trên có hai người mà. Ông chuột mắt mà ở quân Tào tên là gì được quên mất rồi. Mấy hôm trước, mấy tuần trước mình làm video clip mà quên tên rồi. Rồi giết luôn. Rồi giết thằng này, thằng xã thủ team bạn này. Ok, khá là trâu. Nhìn bước di chuyển thì khá là phiêu. Đi như là bay anh em ạ. Ok. Bạn King Kha này có vẻ khá là tốt bụng. Nhường mình bùa xanh. Đánh mid mà được nhường bùa xanh như này rất là phê. Như kiểu đánh nhân minh huyền thoại ý nhỉ. Nhường bùa xanh.
Rồi đánh liên quân mới khi được có đồng đội tốt thế này đâu. Rồi. Rồi rồi, có sát thủ team bạn ở đâu đây? Con Lan Long Vương mình vừa thấy hiệu ứng trên đầu. Rồi sẽ xuống, chắc chắn Lan Long Vương sẽ xuống kia rồi. Rồi Lan Long Vương bám sát xạ thủ team mình, lỗ ban chết rồi. May quá. Rồi, đến kịp rồi. Chết Arthur rồi. Lan Long Vương này chạy làm sao được, ok. Một hit là chết. Tiểu Kiều bây giờ đến. Nhìn đi như vậy anh em nhỉ. À, mỗi khi nó bật chiêu cuối thì nó sẽ hát bài Giáng sinh. Khá là hay. Hôm trước mình có chơi lão phu tử trang phục là ông già Noel. Còn đây là trang phục cô gái Noel. Rất là xinh. Rồi tiếp tục anh. Nào đồng đội ơi, hỗ trợ nào. Trời ơi. Rồi. Nó trâu thế nhỉ. Hình như nó bật chiêu thì nó miễn sát thương. Rồi nào mình chết luôn. Rồi đồng đội đến rất là muộn. Rồi rất hay. Kìa kìa. Lỗi kìa. Bó tay. Kinh Kha. Anh nhảy về phía bên này chứ ông lại nhảy về bên kia trong trụ nó bắn. Để nhớ cái tên con tướng hỗ trợ nào. Con tướng đưa đòn team mình nào. Con chuột mắt đấy. Không thể nhớ ra được nhỉ. Mà tướng quân mà được Tào Tháo hỏi tin tưởng nhất đấy. Nhớ rồi. Thôi chẳng nhớ nữa. Bởi vì khá ít chơi trò vương giả vinh diệu nên mình nhiều tướng chơi một hai lần rồi mình không nhớ tên. Rồi bật chiêu cuối lên, bật nhạc. Rồi anh em lại giao tranh thì ở chết hết rồi, chắc chắn là chết hết rồi, không ra cứu được đâu. Rồi khá là căng thẳng, 11-8. Bù lại thì mình được hơn 3 cái trụ và 3 mạng. Rồi truy sát luôn, xạ thủ thì bạn giết luôn. Rồi ok. Rồi giết luôn thằng A Tho. Quất luôn, sao phải xoắn. Rồi chết chắc rồi. Rồi giết luôn Tiểu Kiều. Thôi rồi rồi, team bạn đông thế, 5 người xuống. Thôi xong mình rồi. Xong mình rồi. Ok. Đông thật. Rồi. Một pha gọi là 2 đổi 3. Team mình có chung 2 người chết được 2 người team bạn rồi. Thì team bạn kéo xuống cả team. Kìa kìa, cẩn thận, Kinh Kha chết bây giờ. Rồi biết ngay mà. Và đó team bạn đông quá, không thể làm gì được. Nói chung là sau khi giết được 2 người rồi đang đang sướng. Không để ý team bạn xuống đông thế. Mỗi khi bật chiêu cuối lên là nói chung là có hiệu ứng nhạc âm thanh rất là hay. Rồi mình sẽ bắt con xạ thủ team bạn. Rồi không đến, không đến. Bây giờ thì đến rồi. Sao nó trâu thế nhỉ? Ủa, kinh quá, kinh quá. Chết chưa? Chết rồi. Nhưng mình chắc chắn là chết.
vì bạn lại xuống ngôi chợ khá là kịp thời, thì mình chỉ đến hơi chậm. Rồi Kinh Kha cẩn thận chết bây giờ. Rồi một pha đổi mạng ngu người của mình. Rất nhiều vàng, 5.000 vàng rồi. Rồi khả năng cao Kinh Kha sẽ bị giết. Rồi may quá chạy rồi. Bản update mới của Vương Giả Vinh Diệu thì Kinh Kha được thay đổi kỹ năng rồi. Mình đã làm video clip giới thiệu về sự thay đổi này rồi. Kinh Kha giờ được tàng hình. Rồi hay quá, xuống viết máng thôi. Rồi có mạng luôn. Một em, Tiểu Kiều, em chạy đâu. Rồi cái chị tội truy sát lỗ ban thì mình. Đánh ở cái trò Vương Giả Vinh Diệu thì pháp sư thường được nhường bùa xanh, còn xạ thủ được nhường bùa đỏ. Trâu đi nhỉ. Hay quá, Hoa Mộc Lan giết được rồi. Giết luôn là Thor này. Không thể chạy đầu. Điêu thuyền đuổi thì nói chung là làm chậm rất kinh khủng. Ok. Làm chậm từ nội tại và món đồ làm chậm. Kết hợp hai món đồ làm chậm là hai cái hiệu ứng làm chậm. Rồi hay quá, lên. Rồi lên thôi. Lên, rồi. Giết luôn Tiểu Kiều. Rồi chắc chắn là chết thôi. Hay quá, team bạn chết 4 người rồi. Còn mỗi xã thủ làm sao mà thủ được pha này. Mình hỗ trợ khá nhiều rồi, hỗ trợ tận 10 mạng rồi. Ăn cũng nhiều nhất và hỗ trợ cũng nhiều nhất. Nói chung là tích cực tham gia giao tranh thì sẽ có nhiều điểm hỗ trợ và nhiều điểm tiêu diệt. Rồi đã lên được cái tăng công phép rồi. Bây giờ công phép rất cao. Ui, nhảy luôn vào cái chiều cuối con giống Felix. Rồi nó khó là trâu, hình như nên kháng phép. Lên kháng phép rồi anh em ạ. Xạ thủ lên kháng phép. Rất là trâu. Sát thủ tìm bạn cân luôn, sao mà chắn chết đi. Ok rồi, đèn quá, mình quả đấy bay hơi ngu, phải bay lệch ra một tí. Dính chiêu một của Lan Đăng Vương chết luôn. Thì mình đã được rồng rồi, rất tốt. Có rồng thì đẩy đường rất là dễ. Rồi khi đã hồi sinh ra lại tiếp tục rồi. Đẩy đường phát nữa này. Rồi bên mình chết một người rồi. Rồi nhanh kịp ra hỗ trợ đồng đội nào. Ok. Rất hay. Lên. Không thể chạy được đâu. Mình cơ động lắm. Tiểu Kiều kìa. Tiểu Kiều. Không được kịp rồi.
Rồi, rất hay. Đấu bàn bắn rất tốt. Giết luôn Lan Đăng Vương này. Rồi, ok. Rồi, sẽ end game trận đấu này. Một trận đấu danh gì? Một trận đấu danh rất hay. Đồng đội đánh rất là tốt. Và video clip của mình là làm tướng điêu thuyền và bộ trang phục Giáng sinh đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip về Liên Quân Mobile cũng như Mobile Legends hay là Liên Vương Giả Vinh Diệu. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Bye bye.